Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng scan tài liệu trên các ứng dụng có sẵn của điện thoại iPhone. Điều đầu tiên là các bạn phải đến phần ghi chú, rồi sau đó các bạn giữ ngón tay của mình vào cái icon của ứng dụng ghi chú đó để nó xuất hiện ra cái bảng như thế này. Rồi sau đó các bạn chọn là quét tài liệu. Rồi khi các bạn bấm vào quét tài liệu á, thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình như là màn hình chụp của điện thoại. Thì các bạn sẽ chọn cái tài liệu mà các bạn cần chụp, tức là cần scan. Thì các bạn sau đó là các bạn bấm chụp. Rồi sau đó các bạn chọn, các bạn có thể là điều chỉnh bốn góc của cái file chụp đó. Như mình đang thao tác, bốn góc nó nằm ở bốn đầu của cái file mình chụp. Nếu như các bạn muốn giữ lại thì các bạn chọn là giữ bản quét. Các bạn muốn lưu lại là ok. Còn không là các bạn chọn là chụp mới. Rồi sau đó các bạn thao tác lại như ban đầu là ok. Rồi sau khi chụp xong thì cái file này nó sẽ nằm ở trong cái phần ghi chú, nằm trong phần ghi chú của thư mục. Thì các bạn có thể là vào lại cái phần ghi chú ở trong cái thư mục. Rồi các bạn bấm nhấp vào, các bạn chỉ ngón tay mình vào. Khi các bạn nhấp trực tiếp vào cái file scan đó thì nó sẽ hiện lên có một dòng là gửi bản sao. Thì các bạn khi đó các bạn chỉ cần là lựa chọn các cái ứng dụng hay là các cái đối tượng mà các bạn cần gửi là ok. Cái tính năng này nó gửi trực tiếp vào những cái ứng dụng mà các bạn đã và đang thao tác trên iPhone. Thì mình đang thao tác trên iPhone, ứng dụng iPhone về Zalo rất là nhiều, cho nên các cái ứng dụng chat của Zalo hiện lên đây rất là nhiều. Nếu như mà các bạn muốn gửi để cho các bạn dễ in trên cái ứng dụng Zalo thì các bạn có thể là gửi vào cool của bạn, thì các bạn thao tác như mình là ok. Rồi nếu như mà các bạn muốn gửi file đó trực tiếp đến sếp của các bạn hoặc là đối tác của các bạn, nếu như các bạn scan trong cuộc họp hoặc là một giấy tờ nào đó khi các bạn di chuyển hoặc là công tác ở một nơi nào đó mà các bạn cần, mà đối tác của bạn cần gấp hoặc là sếp của bạn cần gấp thì các bạn có thể là gửi trực tiếp qua mail. Thì khi các bạn chọn mail thì nó sẽ ra một cái thư mới như thế này. Rồi khi đó các bạn chỉ cần là soạn nội dung, rồi chọn đối tượng gửi, rồi sau đó các bạn chọn là CC hoặc là VCC, tùy theo cái nhu cầu công việc của các bạn mà các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Thì ở đây mình chỉ thao tác nhát cho các bạn thôi, để cho các bạn có thể là hình dung ra được thôi. Chúng mình không gửi ra một đối tượng nào đó cụ thể. Rồi sau khi mình đã thao tác xong rồi thì mình bấm gửi là ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.